Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã chọn và đã đến với chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ được phát hành trên băng tần 57.13 tại miền Nam California, trên băng tần 16.2 tại miền Bắc California, trên băng tần 27.5 tại Houston, Texas, cũng như trên website là www.vcao.tv. Thưa quý vị, chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ kỳ thứ 65 hôm nay do diễn giả Phạm Gia Đại và Trọng Nghĩa cùng phụ trách. Xin thân mến chào diễn giả Phạm Gia Đại. Xin chào anh Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó là cũng đến kỳ thứ 65 rồi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đi qua một cái đề tài mà nó cũng rất là cần thiết trong tiếng Anh. Bởi vì có nhiều chữ đó, thì khi dịch ra tiếng Việt nó giống nhau hết, nhưng mà khi mà dùng tiếng Anh thì nó lại khác. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói là cái đề tài là Difference between travel, trip and journey. Xin quý vị nhìn lên màn hình, và hôm nay tôi sẽ nói chậm một tí vì có nhiều quý vị nói kỳ trước là chương trình nhiều quá đó, nhiều khi học không kịp thì chúng ta bớt chương trình lại một tí, thì hôm nay tôi sẽ đi chậm hơn. Cái này nó cũng làm cho quý vị một cái idea, một cái ý niệm về học tiếng Anh nữa, cho nên từ cái này mình suy ra nhiều cái khác nữa. Thí dụ như bây giờ là Difference between travel, trip and journey. Ba chữ travel, trip and journey dịch của tiếng Việt nó đều là một chuyến du hành, một chuyến đi chơi, một chuyến đi xa nào đó, nó đều giống nhau hết. Nhưng mà đối với tiếng Anh đó, thì ba cái travel, trip và journey họ dùng khác nhau. Họ dùng ba cái trường hợp nó khác nhau, không giống nhau tí nào cả. Thì quý vị theo dõi trong cái bài ngày hôm nay đó, người ta sẽ nói là người ta sẽ clear up được cái những cái mà mình bị lẫn lộn giữa các chữ này. Cho nên họ mới mở đầu một câu là It will help clear up your doubts about how to use English word correctly. Tức là nó sẽ clear up, tức là nó sẽ làm tan đi. Cái bài học này sẽ giúp để mà làm tan đi, clear up your doubts, những cái sự nghi ngờ, những cái sự không rõ ràng là doubts. Tiếng từ nó là doubtful. Còn doubts đây là cái mối nghi ngờ. Về about, chúng ta sẽ dùng những từ ngữ trong tiếng Anh một cách chính xác, đúng, correctly, so that you can speak and write more confidently. Tức là để mà ngõ hầu cái gì đó bạn có thể nói và viết nó một cách nữa là tự tin hơn. Confident là tự tin, confidently là một cách tự tin. Bây giờ cái đầu tiên người ta sẽ nói về cái trip. Thứ nhì đến travel, thứ ba đến journey. Đầu tiên cái trip đó, thì đây người ta định nghĩa là gì? Trip đây định nghĩa là the act of going to another place. Tức là cái hành động của một người nào đó đi đến một nơi khác. The act of, đây cũng là một cái cách dùng chữ đó mà chúng ta nên học. Hành động làm cái gì? The act of going, the act of singing là cái việc mà đang ca hát đó đó. The act of acting là người ta đang diễn xuất. Thành ra the act of đây là một cái idiom mà chúng ta cũng nên học. Mà người ta mở ngoặc ra nói là often for a short period of time. Thường là for a short period of time, đây cũng là một cái thành ngữ mà cái cách dùng chữ là cho một khoảng thời gian ngắn. Period là nghĩa đúng của period, đây là cái dấu chấm. Nhưng mà đây period nó có nói là một giai đoạn. Period of time là một khoảng thời gian. Short là một khoảng thời gian ngắn. For a short period of time là chỉ cho khoảng thời gian ngắn thôi chứ không phải là dài. And returning và trở về. Cho nên cái trip đây nó có nghĩa là không phải là đi luôn, mà là đi có thể là đi và đi về. Thí dụ như những dưới câu này người ta có cho chúng ta những câu thí dụ là We took a 5-day trip to Amazon. 5-day, chúng quý vị để ý là nó có cái hai phân gạch nối ở giữa đó, thì nó sẽ trở thành một cái tính tự kép là chúng tôi đã take a trip, tức là chúng ta đã đi một cái chuyến du hành 5 ngày đến cái vùng Amazon. Vùng Amazon là vùng rừng già đó, chúng ta đã biết đó, ở Nam Mỹ đó. Là vùng này rất nổi tiếng và người ta cho rằng đây là những khu rừng mà sơ khai nguyên thủy vẫn còn lại trên thế giới. You are back from vacation. How was your trip?
Bạn vừa mới trở về từ một cái ngày nghỉ đúng không? Bạn vừa trở về từ một cái ngày nghỉ. How was your trip? Thì cái chuyến đi đâu của bạn nó như thế nào? Chấm hỏi. Người ta hỏi thì vậy thì cái chuyến đi của bạn nó như thế nào? Và người ta ở đây hướng dẫn cho mình là use the verbs take and go on with trips. Chúng ta hãy dùng cái động từ là take và cái go on để dùng nó với lại cái trip. Ví dụ như take a trip hay là go on a trip thì chúng ta là dùng, nhớ rằng là take a trip, go on a trip là hỏi để đi, thường đi với nhau. Thí dụ như dưới này là a round trip ticket is a ticket for going and coming back. Chúng ta vẫn nghe nói là round trip đó, tức là một cái vé mà đi khứ hồi. Round trip đây nó cũng có cái hai phân gạch nối ở giữa, là nó cũng trở thành như là tính tự kép. Và một cái vé đi khứ hồi là một cái vé để đi và quay trở lại, coming back. A one-way ticket is only for going. Và one-way đây cũng có hai phần ở giữa, là một cái vé mà nó đi một chiều thôi, đi một chuyến thôi. One-way là đi một chuyến thôi, thì chỉ để cho mà đi thôi, chứ không, người ta không mua vé về. Cái chữ thứ hai đó, ở đây người ta muốn phân biệt sau chữ trip là chữ travel. Travel là gì? Going to another place in general. Travel là nói rằng chúng ta đi một cái chỗ khác, nói chung chung như vậy thôi. Cứ đi một chỗ khác là có thể nói là travel được rồi. Nghĩa là mình đi ra khỏi nhà, mình đi một chỗ nào mà nó khác lạ thì mình có thể là mình là travel. Thí dụ như I really like to travel. Tôi rất là thích, tôi thực sự là thích đi du lịch. To travel đây nó có nghĩa là mình đi du lịch đó. He travels frequently for work. Là ông ta frequently thường xuyên đi di chuyển du lịch vì công việc, tức là công việc của ông ấy đòi hỏi ông phải đi thường xuyên, thì là he travels frequently for work. My sister is currently traveling through South America. Tức là chị của tôi, chị em của tôi thì currently traveling, chữ currently là chữ kỳ trước chúng ta học rồi, là hiện nay đang xảy ra, là currently. Chị của tôi hiện nay thì đang đi du lịch through, tức là xuyên qua Nam Mỹ. Chúng ta nhớ là nếu mà thu mà đến á thì nó là chỉ đến đó nó dừng lại thôi, có thể nó dừng lại ở một cái ven biển nào đó, nó ở đó. Nhưng mà traveling through tức là đi xuyên qua Nam Mỹ luôn, tức là đi qua nhiều nước trong cái Nam Mỹ. Đấy là cái chúng ta để ý chữ to và through, hai cái nó khác nhau. Còn currently traveling tức là đang di chuyển, đang du lịch. Travel can be used to describe the act of traveling in general. Cái bên trên thì người ta nói là travel là hành động mà mình đi tới một nơi khác, nhưng mà travel đây có thể dùng để nói cái hành động mình đi tới nơi khác nữa. Cho nên ở đây là thí dụ travel in that region of the country is dangerous. Tức là du lịch, travel ở đây nó lại nằm với vai trò của nó, phân tích tự loại nó là danh từ. Travel bên trên là động từ. Cái bên dưới này travel, cái việc đi du lịch trong cái vùng của cái nước đó đó. Region là cái vùng, country là một nước. Cho nên region là cái việc đi du lịch vào trong cái vùng đó đó, của nước đó đó. The country, chữ the country đây là mình biết là người ta nói nước gì rồi, cho nên là chữ the đây là chữ xác định. Is dangerous tức là nguy hiểm. Thí dụ như họ nói là bên ấy nói là đi tới cái vùng Amazon chẳng hạn, thì người ta có thể nói tới cái vùng đó. Amazon là một region, là một cái vùng trong cái nước, thì đi du lịch tới cái vùng trong nước đó là nguy hiểm. World travel gives you a new perspective. World travel là việc đi du lịch khắp thế giới đó, sẽ cho bạn một cái nhãn quan, một cái nhìn mới. Perspective là một cái cách nhìn và nhãn quan mới. Sau này người ta nói là sự dùng những chữ travel mà không có đúng, incorrect là không có đúng. Incorrect use, những cái việc dùng chữ không đúng là như thế nào. Thí dụ
I bought this shirt on my travel to Thailand. Thì người ta, câu này người ta lại nói là không đúng. Vậy thì viết đúng thì viết thế nào? Bên dưới người ta đề là correct là I bought this shirt on my trip to Thailand. Ở đây người ta dùng chữ trip mà người ta không dùng travel. Cho nên mình thấy nó hơi khác nhau một tí đó, ở trong cái nghĩa của travel và trip ở chỗ này đó. Không nói my travel to Thailand mà nói là my trip to Thailand. Thì nó, người Mỹ người ta dùng như vậy nó mới đúng. Câu thứ hai, I'm planning a travel to the US next year. Tôi đang có một cái kế hoạch để mà đi tới Hoa Kỳ vào năm sau, next year, năm tới. Thì phải nói rằng correct, khi mà viết đúng thì chúng ta phải viết là I'm planning to travel to the US next year. Thì không dùng trên, không dùng a travel là tiếng danh tự được, mà phải dùng cái động tự thì được. Thành ra là I'm planning to travel to the US next year là đúng. Hay là chúng ta có thể viết rằng I'm planning a trip to the US next year. Thì ở đây người ta muốn mình sử dụng cái danh từ trip hơn là travel. Cho nên một là viết I'm planning to travel to the US next year, hay là I'm planning a trip to the US next year. Về đến cái câu thứ ba, cái chữ thứ ba, xin lỗi, câu chữ thứ ba đó là ở đây phân biệt trip, travel thì có chữ journey. Ở đây người ta phát âm là journey. Là journey là one piece of travel going from one place to another. Journey người ta nói đến một cái chuyến du hành. Một chuyến du hành, a piece of travel. A piece là một cái miếng, một cái phần. Of travel là đi du lịch. Thì có thể mình đi travel là mình đi khắp cả cái nước Mỹ này, mình travel. Nhưng mà cái journey của mình đi từ đây cho tới trên San Jose chẳng hạn, thì nó chỉ là một cái journey thôi, chứ nó không phải là một cái travel. Cho nên thường thường ở đây người ta nói rằng là usually a long distance, tức là đi một cái quãng đường xa thì người ta dùng chữ journey. Còn nếu quãng đường ngắn có thể người ta vẫn dùng là chữ trip. The journey takes 3 hours by plane or 28 hours by bus. Là cái cuộc hành trình này, là cái đoạn đường đi này, nó mất 3 giờ bằng máy bay hay là 28 giờ bằng xe bus. He made the 200 mile journey by bike. Là anh ta đã làm một cuộc du hành 200 dặm, dài 200 dặm bằng xe đạp. Chúng ta cũng để ý rằng 200 mile có cái hai phân ở giữa đó, nó trở thành như tiếng tự kép. Cho nên là cái anh ta đã làm chuyến du hành 200 mile này bằng gì? Bằng đạp xe đạp, tức là đi phương tiện bằng xe đạp. A journey of 1,000 mile must begin with a single step. Đây là tôi nói một câu mà tôi, nếu tôi không lầm thì họ lấy cái câu này của Lão Tử, của bên tàu đó. Họ nói rằng là một cái cuộc du hành đi hàng trăm dặm đó phải bắt đầu với một cái bước đi trước. Có nghĩa là nếu chúng ta không bước đi một bước thì không bao giờ chúng ta đi được một cuộc du hành cả. Đây là một cái ý nói rằng cái việc gì chúng ta cũng phải khởi đầu làm việc, bắt tay vào thì nó mới thành hình. Cho nên đây là một cái câu chúng ta cũng, mà nó là một cái ngạn ngữ. A journey of 1,000 miles must begin with a single step. Đó, một cái cuộc du hành hàng ngàn dặm với một bước đi thôi là nó tới. We can also use journey in a more metaphorical way to talk about progress in life. Chúng ta có thể dùng journey trong một cái cách biểu tượng. Metaphor là một cái biểu tượng, metaphorical là một cái cách biểu tượng, là để nói về cái nó tiến triển trong cái cuộc đời, progress in life, tiến triển trong cuộc đời. Thì đây có thể nói là người ta dùng cái này là với cái nghĩa là nghĩa bóng. Có thể nói là metaphor đây có nghĩa là nghĩa ẩn dụ, tức là cái nghĩa bóng của nó đó. Thí dụ như là như thế nào? He has overcome a lot
of problems on his spiritual journey. Anh ta đã overcome, đã vượt qua được a lot of problems, rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn. Problem đây là những vấn đề, những khó khăn chúng ta gặp phải trên cái đường đi đó đó. Tức là overcome là vượt qua đường, vượt qua trở ngại là overcome. On his spiritual journey, trên cái hành trình bằng tâm linh của anh ấy. Spiritual là bằng spirit, tức là bà cái tinh thần. Còn spiritual đây muốn nói về tâm linh, cái hành trình tâm linh. Tức là đây họ muốn nói rằng là trong hành trình về tâm linh, thí dụ như là anh ta đang thiền chẳng hạn đó, thì anh ta đã vượt qua được nhiều những problem trong khi anh ta thiền. Thì đây là cái journey, đây nó không có nghĩa là con đường đi nữa, mà nó là nghĩa bóng. Cái câu thứ hai về cái journey nghĩa bóng nữa là my uncle is an alcoholic, but he's beginning the journey of recovery. Ông chú của tôi thì là một người nghiện rượu. Alcoholic, alcohol là rượu, là chất cồn. Alcoholic là người nghiện rượu. Nhưng mà sao? He's beginning. Ông ta đang bắt đầu cái hành trình để mà phục hồi. Journey of recovery tức là hành trình để mà phục hồi. Tức là cai nghiện đó phải không ạ? Tức là đấy là đang đi vào chương trình mà cai nghiện đó. Và đi vào chương trình cai nghiện này thì đã có kết quả tốt, đang bắt đầu vào chương trình đó đó. Đang bắt đầu vào cái chương trình để mà phục hồi lại đó. Thì cái journey of recovery ở đây nó có mang cái nghĩa là tinh thần. Hình như là ở Việt Nam cái vụ mà phục hồi này, mà cái recovery này họ gọi là phục hồi nhân phẩm phải không thưa không, phục hồi nhân phẩm thường đó là người ta dùng cho những cái người con gái giang hồ. Còn cái mà nghiện rượu thì người ta không dùng phục hồi nhân phẩm. Người ta nói chỉ nói là cai phục hồi thôi, cai nghiện thôi. Những người đó là cai nghiện. Thành tiếng Việt của mình nhiều khi mình không ôn lại, nhiều khi mình cũng quên đấy, quên chứ. Lâu có không xài quên. Và thưa khi mà diễn giả Phong Gia Đại, thưa khán giả, khi mà diễn giả Phong Gia Đại mà nói về cái câu mà gọi là a journey of a thousand miles must begin with a single step đó, thì Trọng nghĩa là chợt nhớ đến cái bài hát mà chúng ta từng nghe mà theo thể điều mà dân ca mà người Mỹ hay hát xưa lắm rồi, đó là cái bài mà 500 miles đó thưa diễn giả Phong Gia Đại. Tức là cái bài mà rất là hay. Sau đó là họ chuyển qua tiếng Pháp là cái bài mà gọi là J'entends siffler le train đó. Bài đó bằng tiếng Pháp cũng hay mà tiếng Anh cũng hay. Cái bài đó thì trong cái chương trình mà Trọng Nghĩa thực hiện ở trên nhạc tuyển, gọi là nhạc tuyển ngoại quốc ở trên Vcal TV đó, thì Trọng Nghĩa cũng đã phát cái bài, và phát một lần là bằng tiếng Anh, là cái bài nguyên tác là bằng tiếng Anh, rồi sau đó thì là Trọng Nghĩa có phát một cái bài tiếng Pháp là của ca sĩ mà Richard Anthony, ông hát là cái bài mà J'entends siffler le train, tức là tôi đã nghe tiếng còi tàu mà hú đó. Đó thành ra cái bài đó nghe hay. Nó vừa vui vui, nó vừa buồn buồn. Nó mang cái cảm giác lâng lâng cùng cái người mà nhìn cái chuyến tàu mà nó hú với tiếng còi đó trước khi mà nó rời sân ga đó. Một cái vấn đề mà nó gọi là nó có một sự mà chia ly giữa người ở lại với là người đi đó. Thì cái bài hát đó là bài hát xưa lắm rồi, nhưng mà là những bài hát rất là nổi tiếng. Và khi mà nói về những cái dặm, tức là 500 miles là cái tựa của bài hát đó, là tức là 500 dặm xa nhau đó. Thì mà cái hình ảnh của có những cái con tàu, những cái con chuyến tàu mà đứng trên cái sân ga để mà chờ hay là để tiễn người đi, sao nó buồn ghê đó nha. Diễn giả Phong Gia Đại, bởi vì những cái bài mà biệt ly là lúc nào cũng chẳng hạn như Việt Nam chúng ta thì có bài biệt ly của nhạc sĩ Doãn Mẫn hồi xưa đó, biệt ly mà nhớ nhung từ đây đó. Và có lẽ cái đó thì diễn giả Phong Gia Đại chắc chắn là bài về sân ga Lyon ánh đèn màu á. Đúng rồi. Cái đó cũng vậy, bài đó là những cái bản nhạc chia ly, chúng ta thấy rằng nó làm chúng ta bồi hồi và xúc động. Và có nhiều bài ca Việt Nam nói về sân ga cũng hay lắm. Và Trọng Nghĩa nhớ một cái bài thơ mà của Nguyên Sa cũng có nói về cái bài tiễn biệt đó, cũng có nói về cái là tôi đưa người hay tôi đưa tôi đó, cũng rất là hay thưa quý vị. Và đến đây thì cảm ơn diễn giả Phong Gia Đại với cái bài về Difference Between Travel, Trip and Journey.
rất là hay với công ty quý vị. Trọng Nghĩa cũng rất là thích cái chương trình này, bởi vì ngồi mà host cho diễn giả Phạm Gia Đại đó được học và được ôn lại tiếng Anh thì cũng là quên, khi mà mình làm việc mà mình không có nói tiếng Anh nhiều thì mình cũng quên nhiều. Thành ra cũng cảm ơn diễn giả Phạm Gia Đại đã cho các khán giả của chúng ta trên VCOW Television được ôn lại tiếng Anh qua những cái chương trình mà diễn giả Phạm Gia Đại mạng đàm Anh ngữ mà đã gửi đến quý vị. Xin mời diễn giả Phạm Gia Đại có lời từ giả của khán giả của chúng ta. Dạ, cảm ơn quý vị cũng đã gửi những cái lời khen khích lệ đến hai anh em chúng tôi trong chương trình mà đàm Anh ngữ này, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ đem đến cho quý vị được ôn lại những cái điều mà mình đã học rồi. Và tiếng Anh là mình học cái gì là nó không phải là một ngày một tháng mà học bằng tiếng bằng năm quý vị, học hàng từ năm này qua năm kia. Và chúng tôi ngạc nhiên lắm vì gần đây trên cái internet đó là có chương trình dạy Anh ngữ rất là nhiều, dạy cho người Mỹ và người ngoại quốc nữa rất là nhiều quý vị. Đó là chứng tỏ rằng Anh ngữ bây giờ vẫn là cái ngôn ngữ nói nhiều nhất trên thế giới đó anh. Dạ, dạ đúng vậy. Vâng, và diễn giả Phạm Gia Đại cùng ở Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn được bình an trong cái thời buổi mà dịch bệnh này thưa quý vị. Và xin hẹn quý vị vào chương trình Mạng đàm Anh ngữ lần tới. Xin trân trọng kính chào quý vị.